tết thu di động này ở di động phòng. Được, để về cái đồng đảng ơn. Cùng đi với em đi ăn Tết Trung Thu ở Thị Sĩ nha. Mời cả nhà cùng đi theo em nha. Thơm quá nè, quà thơm phức luôn nha. Quà Tráng Lệ nha. À, chị đang giấc thịt kia nè, thơm quá thơm luôn rồi. Thơm nứt cái mũi luôn. Em đang đi vô đi chùa nha, đi ăn Trung Thu nha mọi người. Con mua ớt đi. Đây nè. Con mua ớt cay, ớt nào cay á. Ớt này cay nè. Bọc nhiêu cô? Này 5 đồng, bọc này 15 mà. 15 bằng bọc đó hả? Ừ. Bó. Lấy con bọc đi. Bọc là ớt cay cho con nha. Trời, ớt này mà ăn thì chết luôn á, trái ngọt cay. Bữa nay cô bán không nhiều bằng năm ngoái ha. Cô bán rau muống nè, rau mừng tơi nè, củ sắn nè, ớt nè, em chỉ khoái ớt thôi, củ sắn. Bí nè. Bầu luôn, bắp luôn. Tại mua bịch mồng mồng tơi nhiêu? 7 đồng á. Mấy bịch nó hết rồi. Đi vô đi ra là hết rồi đó. Ừ. Mua là hết đó. Đó, hai chồng đi mua mướp, mua bầu, mua bí, mua ớt. Còn mấy bịch mình đi vô đây mình coi có cái gì nha. Đi vô. Trời ơi, vô hai vô đây coi cái quầy có bán gì nha. Trời ơi nè. Bánh tiêu. Cái quầy ăn bánh tiêu hả? Cái này cái mắm chai cái gì? Cái này mắm chai phải không chị? Không phải mắm chai, em cái đó giống như là bị căng. Bị căng mà sao làm như sao ớt. À. Còn cái này giống như là thầy ớt cũng sao ớt mình chiên thường thôi vậy đó. Dạ. Cái này ngon không em? Thấy ngon hấp dẫn không? Dạ ngon. Cái bọc này nhiêu tiền? 26 đồng em 1 ký, còn cái này là nửa ký thì mình lấy cho em 1 ký này với hai cái bánh tiêu. À, hai cái bánh tiêu nha với lại gì? Bánh này bánh gì? Bánh chuối hả? Bánh chuối nướng em. Một bịch này phải không? Với hai bánh tiêu em. Dạ. Ba cái đi. Ba cái được. Ok ok. Ủa cái này bánh bao hả? Bánh ít luôn nè. Cái này bánh bao này 18 đồng nè, bọn này bánh này. Cái này chung luôn được. Dạ. Có chả giò nữa nè, có bánh ít. Thôi đi con. Cái này bánh ít hay bánh ú gì vậy? Bánh này nhân gì? Bánh giò. Có chừng em nha con. Bánh giò. Không có bánh bò nữa, không có bánh giò hả con? Không, chưa có. Rồi vậy cho anh. 34. Dạ. 34 người. Nhiều cũng được không? Có bánh mì nè. Mì thịt nha, gì bánh ướt cái gì á hả? Bánh mì thịt. Cái gì đây? Chưa, quầy này chưa có gì à? Bánh ướt. Cơm tấm bì chả. Khi nào có ăn không? Ăn gì mua? Ăn bánh ướt không? Bánh ướt hả? Nè. Bánh nướng, bánh cuốn này bỏ lên, cái chả lên. Chưa bây giờ. Mì không? Có cà phê sữa đé nè. Đâu vậy? Chút nữa chị. Mới tới. Cảm ơn chị. Đó, mấy chị bán cà phê sữa đé. Mới dọn. Trong này bún bò nha, quầy bún bò. Đây là chắc là chè nè. À, đây sân khấu nè. Lát nữa hát hò rồi, kiếm ghế ngồi. Còn đông vui quá hả? Bánh mì kìa. Mọi người, em đang ở trong chợ trường nè ha. Bây giờ còn sớm nên là mọi người mình chưa vô, mà vô mình mới thôi vô mình hốt rồi ăn rồi hốt rau cải rồi đó. Ăn gì nha bạn? Hello, chào cả nhà. Nha ăn không?
chưa có người này để dần vô đốt ổ mì liền. Thôi có nhạc rồi lai gì biến câu thằng Hoàng nha, đây hậu trường sân khấu nè, anh coi quà đây là quà gì nha, quà trung thu nè, quà trái cam nhỏ nè, có bánh trung thu nữa nha, có đồ chơi nè, cái này hồi vẽ thì vẽ à. Hello anh. Giờ còn sớm à, ba mới vô à. Em đi vòng vòng. Mày tham vọng quá. Bánh lọt. Trước là có đi qua bên Minh Nam không? Bánh lọt năm đồng ly nha mọi người. Bánh tráng, bánh bún bò nè, trong bên trong nè. Mọi người ơi, em kiếm được một ly cà phê sữa đé rồi nha. Còn bánh được nhiều. Bánh sữa đá. Đó bây giờ. Xuống này hả? Đúng rồi, bây giờ người Việt vô đông đông mà nè mọi người, bây giờ là gần 4 giờ chiều nên là hơi đông đông rồi nha. Giờ này ta rảnh ta vô rồi đó. Từ từ ta đến. Chúc mừng kinh khủng. Bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều nha, đông đông rồi đó nha. Christian hay hai Christian. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Ba tuổi. Bây giờ em ca một bàn cho biết cô bác nghe nha. Bây giờ đông rồi nghe, bây giờ là 5 giờ chiều đông rồi đó, hoành tráng chưa? Cái hả? Em sẽ có rất là nhiều quà để được thưởng. Em sẽ cố gắng mời anh Đạt trong ban tổ chức sẽ hướng dẫn cho các em bước vào cái cuộc thi vẽ hôm nay. Thì lấy những chứng khác được hen. Nếu mà không có duy trì thì có thể lấy những chứng khác được hen, không cần phải là phải lấy. Hen đua khó stiff từ đầu. So versuche Farbe auch nicht miteinander so aufzuteilen, wo es gibt Ecken, wo wirklich keine Farbe haben. Also nochmal, Thema 9 bis 12 Jahre. Mein heutiges Thema Laternenfest. Ihr könnt einfach irgendeinen Gedanken draufmalen, wo wir euch im Kopf haben. Also es wird keine Blume aufgeschrieben. Trời ơi, bây giờ em vô chơi với mấy đứa nhỏ luôn rồi. Dạ, ban giám khảo, ban chấm điểm thì nên lên theo dõi nghe. Theo dõi lên kêu á. Thì giờ các bạn nói mehr machen. Wir suchen jetzt den besten Fußballer. Okay? Wer ist der beste Fußballer? Wille. Okay. Mir noch dir. Komm hier, hai đội lên, ví dụ đi, hai đội. đội hồng với đội hồng luôn đội hồng đội dẻ luôn đội xanh đội nhỏ nó chơi
Nhưng là một tổ ong thì chị á, ong quá trời luôn. Mấy đứa nhỏ đó chứ trời trời. Thôi, mình tiến trọng. Chỉ một người đứng đây thôi. Ông đi xuống cá rồi. Đi vô, vào vô lại. Bây giờ có bánh này nghe, có bánh gì, bánh su xê. Mua bánh với bài để hỏi bỏ. Cái bánh cho lợn hấp dẫn quá nè, mua bánh cho lợn. Nghe lợn nghe, hộp 5 đồng nghe. Mày vô nghe. Có bánh khoai mì nữa nè. Chè. Chè gì vậy ta? Có gì xanh xanh. Cũng hấp dẫn ha. Bánh bò nghe. Chả giò Việt Nam luôn. Bánh càm. Chả trà chuối gì không? Bánh khoai mì. Bánh bao một cái 10. Một bịch thì 16 đồng hả? Dạ, yeah. Bánh đòn 5 đồng thi nha. Ai thua một số nha, người nào thua một số. Anh kia sen, đó. Bây giờ là trước khi các em mà nhận cái sen, bây giờ các em đã đông rồi. Bây giờ có biết cô bác ở đây coi mình bây giờ. Bây giờ em nghe con vừa nói, anh đi sen á. Này con ha. Ok, bây giờ con đứng lên. Nói với ban giám khảo sẽ chấm như thế nào, ban giám khảo sẽ nói cho các em nghe nha. Dạ cả nhà mình ơi, sau khi đã chấm điểm tô màu của mấy bé, giờ mình theo thứ tự của người giải nhất thứ ba của bé Devin Lê, 4 tuổi. Ai vậy? Em nào tên Devin Lê, 4 tuổi. Cho bà xin một bàn vỗ tay ạ. Và đây là hạng 3 của em, tên là Diệu An. Diệu An, em nào là Diệu An? À, đây là Diệu An hả? Đây, mời quý vị cho một tràng pháo tay cho em Diệu An được hạng 3. Đây, chào bạn. Cảm ơn em. Mời qua đây chụp một tấm hình nè. Đây, trở lại. Và hạng nhì của nhóm lớn. Đây, có ai nhận ra hình của mình không? Con tên gì? David Nguyễn, đúng rồi. Yeah, chào bác tay. Đây. Qua nữa. David Nguyễn. Rồi. Rồi qua đi chụp tấm hình nha. Cầm hình này. Cầm. Rồi. Còn một món quà cuối cùng là món quà hạng nhất. Em nào nhận diện ra được hình của mình? Bên kia hơi chia sẻ kia. Hả? Con tên gì? Anh nghề lý là đúng rồi. Yeah, tìm được người thắng hạng nhất của buổi thi cô nào ngày hôm nay.
hâm nóng một chút, tội lòng vắng trống để hâm nóng cho tất cả các phụ huynh có con em chuẩn bị đốt đèn cho con em và ra phía ngoài chuẩn bị mình đi một vòng ha, đi một vòng cái thao trường đây là mình vô. Cho nên các phụ huynh chuẩn bị đốt đèn cho các con em mình đó, còn cây cho chắc. Ai chưa có lòng đèn thì đây lại là được vui trong những ngày Tết Trung Thu Di Đồng này, A Di Đà Phật. Được, để về cái đồng đèn ơi. We'll be right back.
Xin phép chị mình đứng xuống. Để cho số 5. Sẽ là con số đợi chút nha. Chúng tôi sẽ đếm từ 0 cho lên. Nguyên cái chỗ nào nó làm số đó, ok? Số 0, số 1, số 2, số 3, số 4. Tức là con số 4 là số cuối cùng. 0754 màu vàng. Ai là người có số 0754 màu vàng? Xin chúc mừng em. Đây, chúng tôi đã kiểm tra hai con số chúng ta kìa, 0754 màu vàng. Chúc mừng em. Một món quà, một cái coffee rất là thích hợp cho em luôn. Rồi, chúc mừng em. Cảm ơn các nhiều. Cái gì? Và xin quý vị lưu ý, với cái giải này sẽ đi kèm hai cái giải an ủi. Với cái giải này mới là đi kèm hai cái giải an ủi. Và cái giải an ủi đó sẽ là cộng 1 và trừ 1 so với con số giải độc đắc ngày hôm nay. Rồi, quay lại cho mọi người coi là mình trên đó. Em đã nhắm mắt rồi nè, thấy chưa? Ok. Rồi. Đưa tay đây. Quay lên, đợi. Lâu chút xíu, đừng có gấp, lâu chút xíu. Rồi, xong chưa? Rồi, stop. Giấu lại, đừng chạy thấy cái màu luôn. Màu cam. Rồi. Các bạn thấy màu chưa ha? Thấy rồi hả trời? Màu gì? Màu cam. 579 quý vị. Dạ, xin mời em nhận quà. Dạ, chúng tôi xin mời quý vị nào có tấm vé màu xanh với con số 0578 và 05680. Xin mời quý vị lên đây nhận cái quà độc đắc hơn. Cái quà ăn vui. Dạ, đúng rồi, cảm ơn chị. Đây, xin mời chị. Có ai có tấm vé màu xanh với con số là 0578 không? Tấm vé màu xanh 0578 sẽ nhận được một món quà ăn uống. Không ai có à? Dạ, có rồi. Có người nào đâu? Chị Tình. Mời chị lên đi. Dạ, chân thành cảm ơn quý vị đã ủng hộ cái chương trình Tombola của chùa ngày hôm nay. Dạ, xin chúc mừng chị. Dạ, đúng rồi, 0578. Dạ, đây, cảm ơn chân thành. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video các bạn nha. Chúc sức khỏe cả nhà. Chúc cả nhà một có một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc, ấm áp bên gia đình nha. Ở đây gửi lời chào từ tất